Dạ mẹ, không mẹ gắt, không mẹ gắt mẹ cho. À dạ. Dạ. Rồi. Dạ. À, dạ. Dạ. Mẹ mẹ đọc cho, mẹ đọc cho. Nghe. 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 Ăn nghe. Ăn nghe. Dạ. Dạ. Ừ. Dạ. Ghê 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 cho ba ăn hả? Có cho ba ăn không? Ừ. Ha, sáng hồi sáng sáng con sáng ngủ dậy xong rồi ha, cả nhà đi bơi. Đi bơi xong rồi bây giờ về ha. Em nhắc ơi. Xong rồi ha. Ba ha làm ba làm cái gì? Ba làm kích bao. Mấy cha con ăn. Mình đang quay cái máy quay phim chồng tặng Noel nè ông bao chú à. Ngon. Ờ thấy mấy cha con người ăn dĩa mà thấy chóng mặt luôn á. Phải không? Đúng. Đúng luôn hả? Ai biểu không ăn? Mẹ kêu ăn mà không ăn. Do anh nó quậy mà. Sáng cho anh cho ăn gì hết. Chắc ơi. Chắc à. Chắc ơi. Chắc ơi. Ngon không? Ngon không con? Ngon quá mẹ ơi. Đi 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 bơi về xong rồi ha, bây giờ ăn là thấy ngon lành luôn á. Ôi ăn ngon quá. Ba ăn một dĩa thấy chóng mặt luôn á. Hả? Ngon chị hai. Chị hai. Hỏi cũng ba luôn. Chị hai một dĩa cũng thấy hết hồn luôn à. Coi nào. Quý coi nào. Tại đi bơi ha, mấy cha con không ai ăn á, chân chưa có ai ăn cho nên về đói à. Còn mình trước khi đi bơi là mình uống cà phê rồi mình ăn miếng đồ à. Sao mình ngon hả? Ừ. Trời. Mẹ ăn tô cơm với cái đậu đủ gì á. Mắm. Ê, ham ăn. Ngon không? Em cho ăn khoai tây không vậy? Không cho em thịt vậy? Ok mà.
Vậy hả? Thấy nó không có bóc thịt kìa, nó cứ ăn khoai tây không à? Hả em dắt đi. Em dắt đi. Em dắt ăn khoai tây kêu vậy hả? Khoai tây này ha, nó bự nè, khoai tây đợi bự ngon nè. Ừ, nướng á, chiên hết một bịch luôn á. Một bịch một ký luôn á. Mẹ không chừa lại, mẹ chiên hết luôn á. Chắc ơi. Lối rồi, ăn ngon quá. Ngon quá, ăn tùng khoai tây không à? Con khoai tây không hả? Hả? Ngon không? Rồi chị hai là trang cái suất dữ vậy. Hai. Đứa nào lấy ăn suất cả đó. Xỉu. Nho này ngọt lắm cả nhà. Em dắt ai? Ồ, em dắt ăn nấm lúi luôn á. Cái này hay ha. Mẹ ăn nho. Nho này ngon lắm cả nhà. Nho này nó ngọt, cái nho nhỏ. Cái nhỏ nhỏ vậy mà nó ngọt, nó không có hột. Có đợi nó có hột mệt lắm. Ăn nhả hột mệt, đèn nó lên. Ok, giờ trước cái đèn. Nhà này ha, mấy cha con này uống nước ngọt miết luôn á. Uống nước ngọt thôi. Không có uống nước đâu. Con kêu ba đấy nước cho con xem, con uống nước xong là con nãy uống sữa. Giỏi. Ủa chị Hai, hồi nãy đi bơi con có đầy bịch trái đào đi mà. Rồi sao không thấy uống vậy? Có đem theo không? Trời ơi, ở đâu uống hồi nào mẹ không hay luôn. Em dành có uống không? Hả? Uống gì? Nó được thử xíu, rồi ba được thử xíu. Vậy hả? Không, nó không được uống đâu. Ngon không? Ngon hả? Dắt với bên kia. Dắt với thấy uống, nó mua uống rồi kìa. Câu câu ở trong đó, nó câu. À, giống như thạch câu câu vậy hả? Bên không? Trong phải nước hả? Hả? Ý gì kìa? Không phải nước rồi hả? Hả? Giống như thạch vậy hả? Không phải nước hả? Thạch. Nó phải nước hả? Nó sệt sệt hả? Đâu đem lại đây, đem lại đây cho ông bầu của chú coi coi. Ngon không em Danh? Em dắt ngon không? Đây. Chị Hai, chị Hai đâu? Chị Hai ngày hôm qua đi đi tiệm Việt Nam nè, ông một chú qua đi đi cái chị Việt Nam, chị Hai mua cái nước uống chị Hai nó collagen hả? Cái này gì? Có chất gì? Nó bổ calorie, còn nó có vitamin gì? Có vitamin, có kali hả? Cái này hương vị trái đào nè. Nó có hương vị phe lọn, có cái đê. Rồi trái bơm nữa. Còn này là hương vị trái đào. Chị Hai á, collagen rồi xong rồi ha, vitamin C gì á. Mà một bịch như vậy là 24 đồng á. Một hộp vậy nè. Hộp là chị Hai mua một thùng 240. Chỉ bớt 10 đồng còn 230. 230 được 10 một hộp vậy, một thùng vậy được 10 hộp vậy nè cả nhà. Mẹ mua ở cửa sang bên kia đưa mẹ 200 tới còn bớt chị Hai. Chị Hai nói chị Hai mua về trả tiền mẹ, trả lại ông bảo chú nó trả tiền lại nó trả có 200 thôi. Mình
Mama phải đổ mấy chục nữa đúng không? Chị hai biết lắm, chị hai biết bây giờ cái nào vitamin C, cái nào collagen, cái nào ha. Chị hai bây giờ xí soạn lắm bầu chú ơi. Chị hai xí soạn dữ lắm, chị hai ha, tìm hiểu trên mạng rồi ha. Mấy đứa trẻ bây giờ ha, nó thông minh lắm cả nhà. Ủa còn khoai tây không? Đấy khoai tây cho em vậy em dắt hết rồi kìa. Ui ui em dắt ăn giỏi dữ hả? Ôi ơi, một bịch khoai tây 1 kg mà ba cho con ăn hết luôn hả? Dữ vậy? Vậy mà ba nói ha, làm phân nửa hay làm hết? Trời ơi, một bịch mà bé cho con ăn hết luôn. Cho em đàng hoàng. Còn thịt không? Đến thịt cho em đi. Chia hết luôn hả? Quá dữ dội. Trời ơi. Thịt này chắc không có. Ăn phê luôn à. Thịt này không có sốt. Cho em đi, không cho sốt cho em nó bóc đi. Em dắt nó đói rồi nó ăn đi đĩa. Nè nè. Nó đói nó ăn đi đĩa nè ông bầu chú ơi. Đó, nó đói rồi nó ăn thấy mà thương luôn á. I get to eat this one. Ăn thấy thương luôn á. Nó đói rồi nó ăn hết luôn á. You're not even sharing. Ăn quá giỏi luôn á. Giờ này mấy giờ ta? Chị hai coi mấy giờ. 4 giờ rồi chiều ăn cơm nữa không biết ăn cái gì luôn á. Chiều mẹ sẽ hôm qua mình đi cái chị Việt Nam mình mua 2 con gà ủ muối. Chiều nay mình sẽ bỏ con gà ủ muối ra mình ăn thử có ngon không. Bữa giờ cứ nghe gà ủ muối nổi tiếng dữ lắm. Mình ở bên đây mình thấy Việt Nam người ta ăn quá trời luôn mà về cũng không có nhớ tới, không có dịp ăn. Về tới Việt Nam cái hết nhớ, hết biết tới, cái xong rồi qua tới đây cái bây giờ chị Việt Nam này cũng có nhập vô bán nữa. Cho nên mình ở đây có dịp cái xong mình mua ăn thử ngon, nếu mà ngon mai mốt mình mua ăn nữa. Chị bán một con 400, chỉ bớt 20 còn 380 một con. Thường ngày không biết ngày thường không biết bán nhiêu chứ bữa chị nói chỉ nhập nhập vô để mà ăn trước ngày để Noel, để người ta mua ăn Noel, cái xong rồi qua Noel hàng mới tới, cái xong rồi chị nói chị xuống giá. Thua anh đã đó, chị hai mua nguyên thùng đó rồi thua anh đã đó. Bữa do anh có tiền cho anh không mua. Mai mốt đưa tiền đây mẹ mua, mẹ kêu chị ship lại cho. Ok, ông đưa thôi để anh đi shop để đi ăn kem phô gia thôi. So. But this guy, you can't shop in. In your shop in, do you must give mama 500? Nej, hon kommer ge dig 300 tillbaka. Hon gör det som med mig. Do anh mua, do anh phải đưa 500, mẹ mới mua. No, do anh mua chết. Mẹ giờ con đưa mẹ 500 này, sao vì mẹ được. Ấy giờ chị hai mua một thùng chị hai trả 500 luôn á. Do anh. Mà nhân ta luộc. Sao vậy? Tại không có phim hướng đó thì không có phim hướng được phim hướng đó. Thì đó chị hai trả phim phim hướng đã luôn đó. Chị hai đưa cho mẹ phim hướng đã đó. Còn dư lại chị hai bo cho mẹ luôn á. chị hai á, thua anh đã mà chị hai đưa phim hôn lại chị hai bo cho mẹ luôn á biết không. Do anh bo cho mẹ đi, do anh đưa phim hôn lại đi không. Xong rồi. Ôi hết luôn kìa. Người đứa nào nó nấy ăn dĩa hả, mấy bạn thấy chóng mặt luôn á. Em dắt, cho em dắt uống miếng nha. Anh Vinh. Không. Cho em dắt uống. Bye bye, ghim. Chị hai đổ cho em miếng đi con. Đổ cho em miếng nước đi. Jimmy. Sủi cái ly này. Ôi. Con dạ mấy bạn đi. Dạ mấy bạn đi, mấy bạn cho. Dạ. Dạ mấy bạn đi rồi mấy bạn cho uống nha. Dạ. Ồ dạ.
Ôi bây giờ giỏi lắm luôn á. Dạ trời ơi, con trai của mẹ giỏi quá. Dạ trai dạ hả? Dạ giỏi lắm luôn á. Mời chú ơi, bây giờ Vinh nói chuyện giỏi lắm luôn rồi. Đó, bây giờ em biết nói chuyện á, phải tập cho em nói nha. Chị hai nói tiếng Việt với em cho chị hai đừng có nói tiếng Thụy Điển nha. nó 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 phải biết Thụy Điển luôn. Tiếng biết tiếng Thụy Điển mai mốt em đi học để em tự động biết rồi. Năm nay năm tới là cho em đi học rồi. Mình nhưng mà phải nói tiếng Việt với em chứ nói tiếng Thụy Điển nữa rồi em không biết nói tiếng Việt á. Rồi rồi ăn tới đây thôi, chị hai đi qua chào tạm biệt ông bà chú ơi. Ông bà chú chân con nhìn dắt kìa, bà chú đi chị sẽ lại chân con nhìn dắt kìa. Video ha, mình sẽ quay tới đây thôi. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau. Bye bye ông bà cô chú, bye bye. Bye bye đi. Bye bye. Dạ. Dắt bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ủa cái này cái gì vậy chị hai?